Đăng ký xem chủng. Đăng ký này. Một chín bốn hai hai bốn. Đăng ký tiêm chủng. Wow, khỏe nhanh rồi đấy. Y tế nữa. Ngày đăng ký tiêm. Ủa cái thẻ đó. Thôi con chỉ bỏ qua đi. Nghề nghiệp. Làm nông. Đối tượng tiêm là gì đây? Thì anh sử không nhớ không.
686. Ok thì bạn vẫn là nhanh đấy, chứ mọi ngày mình ấy lâu lắm mà mãi mới mới vào. Tuyệt vời.